Brooklyn Beckham bị chê. Khả năng vào bếp của Brooklyn Beckham liên tục gây tranh cãi sau khi anh ra mắt show nấu ăn. Thấy con trai bị chê, Victoria đã lên tiếng. Theo Fox News, khả năng nấu ăn của Brooklyn Beckham tiếp tục vấp tranh cãi. Trong đoạn video chia sẻ ngày 4 tháng 1, anh cùng đầu bếp Michelin Kevin Lee chế biến món thịt bò nướng ăn kèm khoai tây và cà rốt. Tuy nhiên, người xem nhận ra phần thịt chưa chín kỹ. Brooklyn không lên tiếng trước lời chê bai, nhưng mẹ anh có. Nhà thiết kế Victoria Beckham đứng về phía con trai khi nói rằng cô sẽ sử dụng công thức ấy làm nguồn cảm hứng cho thực đơn ngày Chủ nhật. Mẹ sẽ thử làm theo cách này cho bố và các em của con, bà Beck nói. Cựu thành viên Spy Girl còn phản ứng với anti-fan, người thô thiển thật sự không hiếm. Đây không phải lần đầu Brooklyn bị chế giễu chuyện bếp núc. Việc anh tự nhận là đầu bếp và ra mắt show nấu ăn từng gây bàn tán trên mạng xã hội. Một số tài khoản cho rằng anh mới chỉ thực hiện một số clip hướng dẫn nấu ăn trên kênh cá nhân. Anh chưa thực sự trở thành đầu bếp như lời giới thiệu. Tháng 11 năm 2022, New York Post đưa tin chồng Nicola Peltz bị chế nhạo khi thêm thuốc bổ vào công thức pha cocktail. Anh gọi đây là sự sáng tạo của mình, nhưng những người theo dõi cho đó là sự xúc phạm đến giới bartender chuyên nghiệp. Brooklyn có phải đang trêu chọc khán giả hay không khi pha rượu gin vào thuốc bổ, một người bình luận. Chung suy nghĩ này, thành viên khác viết, tôi bị ám ảnh hoàn toàn bởi những gì Brooklyn đã làm, người đàn ông tự gọi mình là đầu bếp điên rồ. Brooklyn Beckham, 23 tuổi, bị truyền thông phương Tây chê bất tài, chỉ nổi tiếng nhờ thế lực của gia đình. Những năm qua, cậu quý tử đầu lòng của danh thủ David Beckham theo đuổi nhiều nghề nghiệp khác nhau, từ nhân viên pha chế, nhiếp ảnh gia, người mẫu, thậm chí là cầu thủ bóng đá nhưng đều không thành công.